Hello, xin chào các bạn rồi rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình ha mình là phú đây thì uh, trong cái video trước đó mình đã chia sẻ với các bạn là cái cách mà gắn cái uh, ổ cứng cũ ha tận dụng cái ổ cứng cũ gắn vào đây à, nhờ cái uh, chỗ mà gắn cái ổ dvd á chúng ta sẽ dùng một cái Caddy bay và ông ta tận dụng lại ổ cứng cũ này ha thì uh, bây giờ máy móc là đã gắn vô ok hết rồi đúng không Đấy, ok hết rồi, ổ cứng gắn vô ok hết rồi Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình mở máy lên Để mình test thử cho các bạn xem là ổ cứng nó nhận hay chưa Ok nó làm hết chưa Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi cái video của mình nha Rồi, thì uh, đây cái laptop mình đây đã ok ngon lành hết rồi, đúng không? Bây giờ thử uh, mở máy lên, test thử coi xem là ổ cứng gắn vào caddy bay, uh, gắn vào cái uh, khay ổ DVD ấy nó ngon lành hay không? Rồi, giờ bắt đầu nha. Action, Đãi lên. À, coi thử nha, ngon lành không nào nào. Ồ oh, nó vào Windows luôn các bạn ơi, nó vào Windows luôn. Tại vì mình đã cài Windows lên trên cái ổ SD đó. Lúc mà mình backup cái Windows mình đưa qua đó. Giờ đang vào trong Windows luôn nè. Rồi, chúng ta thử xem nha. Thì nếu như các bạn gắn xong, các bạn mở lên mà nó vào Windows được luôn thì quá tuyệt vời rồi ha. Không cần phải lo lắng gì hết. Còn nếu như mà nó không vào được Windows thì chúng ta phải kiểm tra lại Lý do vì sao mà mày không vào được Windows khi mà tao đã gắn ổ cứng vào ngón lần cho mày Đó, rồi chúng ta coi thử nha Đây là Windows rồi, Windows rồi, Windows rồi Đấy, Windows Windows rồi coi thử coi xem là Windows xong rồi có nhận được ổ cứng hay không là quan trọng nhỉ khởi động hơi lâu nhỉ các bạn nhỉ? thì cái này mình sẽ không có uh, cắt video bởi vì mình để cho các bạn coi luôn là cái quá trình mà nhận uh, ổ cứng lần đầu tiên đấy thì nó sẽ như thế nào, máy móc như thế nào nha. Ồ, oh, có lẽ như là nó bút vào cái ổ cứng cũ của mình rồi, chứ nó không phải bút vào cái ổ cứng mới. à, nó bút vào cái ổ cứng cũ của mình rồi các bạn ơi. vậy là nó nhận được cái, từ cái uh, ổ bay uh, chứ nó không có nhận vào cái ổ kia rồi các bạn chờ một chút xíu để cho nó vào được tới trong Windows đi cho nó khởi động xong xuôi hết rồi mình sẽ kiểm tra lại cho các bạn coi nha rồi bây giờ nó khởi động xong rồi nè các bạn các bạn nhìn đây thì uh, nó đang khởi động vào cái ổ cứng cũ của mình rồi chứ nó không có khởi động vào cái ổ cứng mới mà mình uh, vừa mới gắn vô đó nhìn cái giao diện là chúng ta sẽ nhận ra được liền là chúng ta đang chạy ở ổ nào ha đấy rồi bây giờ mình sẽ thử vào trong cái uh, device manager ở đây này để mình kiểm tra thử coi xem là nó có nhận được cái ổ hai ổ hay chưa hay là chỉ nhận một ổ thôi đây các bạn chờ một xíu nha đây chúng ta sẽ vào cái mục mà destroy này đây nó nhận hai ổ nữa các bạn nhận hai ổ đào hoàng ha đấy nó đã nhận hai ổ đào hoàng ở đây rồi nhưng mà không biết vì sao mà nó không bút qua cái ổ mới của mình rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại ở chỗ này coi à, mình sẽ vào uh, disk management mình kiểm tra đây nhận hai ổ đàng hoàng hết rồi ha một ổ là 128 gb và một ổ là 500 gb đây rồi ok sau khi mà mình kiểm tra đã thấy nhận đủ rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là khởi động máy lại để mình vào trong bios mình coi thử coi lý do vì sao nha lý do vì sao mà mày lại không chịu lên rồi cho nó khởi động lại đi rồi mình sẽ vào trong bios mình kiểm tra thử coi vì sao mà lại không được rồi, nó khởi động lại thì mình ấn F12 liên tục hả các bạn ha. Đây F12 liên tục. Trên bàn phím này, F12. Ấn F12 liên tục để cho nó gọi cái boot menu lên. Cho nó dễ. Đó, thì đây là cái boot menu này. Rồi, mình sẽ vào trong cái mục là app menu và mình chọn setup để mình kiểm tra thử xem là ổ cứng nhận đầy đủ hay chưa. Rồi, bây giờ đây nè, mình sẽ kiểm tra thử coi xem lộ cứng nhận đủ hay chưa nha. Để cho bạn coi đây. Rồi, à, các bạn sẽ coi à, cái thông tin của máy ở trên cái tab men như thế này ha. Tùy máy, mỗi máy nó có những cái à, giao diện BIOS khác nhau thì con máy nó sẽ để là system information à, đối với những cái máy ví dụ như là Dell hoặc là HP để mới bây giờ cái BIOS của nó thường thường là nó có cái dòng mà system information ấy, thì bạn có thể vào đó bạn và kiểm tra còn đối với những cái máy mà cái giao diện BIOS nó cũ thế này thì các bạn coi ở những cái tab ví dụ men như thế này này đó chúng ta sẽ kiểm tra coi xem là nó nhận được ổ cứng hay chưa nha đâu rồi đâu rồi sẽ không thấy ổ cứng gì hết ta rồi, các bạn chờ một chút xíu nè, qua đây coi Không thấy nó báo cái gì ở trong đây hết Secure Boot Chúng ta sẽ tìm thử xem là cái chỗ nào mà nó có cái ổ cứng ha Để chúng ta coi xem là nó nhận được cái ổ cứng hay chưa Rồi thì cái uh, BIOS này của mình uh, Nó không có cái chỗ nào để nó báo cái ổ cứng hết các bạn ạ có chỗ nào để báo cái ổ cứng cả? I display power rồi nó chả có cái mục nào để nó báo cái ổ cứng cả thì à, lúc nãy á vào trong windows là các bạn đã thấy là nó đã nhận được cái ổ cứng rồi đúng không nào? Đã nhận được cái ổ cứng rồi nhận được hai ổ thì chúng ta sẽ coi ở những cái mục ở chỗ này chúng ta coi này ví dụ như startup mục boot này enter ra thì các bạn có thể vào đây các bạn kiểm tra ở trong này các bạn nhìn đây thì uh, của mình hiện tại bây giờ nó đã nhận được cái ổ SD của mình là ổ Pleister này và nó nhận được cái dòng thứ tư là ATAPI CD không cái dòng ATAPI CD không nó chính là cái khay cái khay mà để gắn cái ổ DVD và bây giờ mình đã đổi nó lại thành là cái Caddy bay nha đổi thành Caddy bay thì à, có nghĩa là nó đang nhận à, cái ổ cứng đó luôn rồi, vậy là đã nhận được hai ổ đầy đủ đúng không nào? Rồi, thì à, cái này nếu như nó đang là à, mặc định là boot theo cái ổ cứng cũ của nó, thì các bạn sẽ làm như sau nha. À, các bạn có thể chuyển là cho cái thằng là này, cái ổ mới mà các bạn mới gắn vào á mà có window nha. Đấy, các bạn sẽ nhìn theo những hướng dẫn như này, là những cái dòng hướng dẫn như này ví dụ như là select item là lên xuống này mũi tên lên xuống là chọn lựa đúng không? lên xuống chọn lựa này rồi trên uh, value trên value là thay đổi cái giá trị á là dấu cộng hoặc là dấu trừ đúng không? dấu cộng hoặc dấu trừ đấy thì các bạn có thể thay đổi ví dụ như các bạn muốn cho nó khởi động cái ổ này trước thì các bạn có thể ấn dấu cộng cho nó bay lên trên đầu lên đây đấy ấn dấu cộng cho nó bay lên như này như thế này đó rồi sau khi mà đã đưa nó lên như thế này rồi á các bạn sẽ khởi động lại máy nha thì các bạn sẽ nhấn F10 này F10 cho nó lưu lại say exit này đúng không ấn F10 cho nó lưu lại trước đã F10 rồi chọn Z đó ta để cho nó khởi động lại coi xem nó có vào được trong cái Windows trên cái ổ mới hay không nhá nào coi thử nào xem có vào hay không nếu mà không vào được thì chúng ta sẽ tính tiếp. thì à, trong cái quá trình mà chúng ta thay đổi, sửa chữa những cái gì trên máy mà nó khác với lại cái BIOS ban đầu thì thường thường nó hay bị như vậy đó các bạn. nó sẽ bị à, những cái khó khăn như vậy thì chúng ta phải chỉnh sửa lại một số cái nhé. chứ nó không thể nào mà được à, êm đẹp giống như là chúng ta mong muốn đâu. rồi ok rồi các bạn. đấy các bạn thấy không cái giao diện bây giờ nó khác rồi này giao diện bây giờ nó khác rồi, đó chính là cái giao diện mà uh, trên cái Windows mà mình cài những ổ cứng mới đó, Đấy các bạn thấy chưa? đó vậy là bây giờ uh, nó đã nhận được rồi ha, nó đã khởi động được vào cái ổ cứng mới của mình rồi. đây, ngon lành rồi, bây giờ mình sẽ thử vào trong cái uh, uh, Explorer cho các bạn coi nha. đây, mở Explorer lên đi. đây các bạn nhìn này, this PC, đấy các bạn nhìn này đây là cái ổ uh, ổ mới của mình này và đây là cái ổ cũ ổ cũ nó có ba phân vùng các bạn thấy không nó có hai ổ mình đặt tên là Windows này đấy đó nhận được ngon lành hết rồi này đó và nó cũng đã boot được từ cái ổ cứng mới của mình rồi ha các bạn ha đây cái ổ Windows cũ này các bạn có thể kiểm tra trong này nó có thư mục Windows này đó còn uh, cái thằng này thì uh, nó là mới này nó cũng có Windows này đó rồi rồi chúng ta có thể kiểm tra thêm một cái nữa ở đây để xem nhận được hai ổ hay chưa bằng cách là bấm vào đây và chọn disk management này. Đó, ta coi đây. Đấy nó nhận hai ổ nè, ổ trên 128, ổ dưới 500 nè, đó. Rồi, vậy là mình đã fix được cái lỗi là cho nó khởi động từ cái ổ cứng mới ha. Đấy đơn giản chỉ như vậy thôi. Vậy là chúng ta đã à, gắn thành công cái ổ cứng cũ lên cái Caddy Bay à, Ở trên cái à, khay gắn à, DVD ha Thành công rồi Và Windows cũng đã khởi động được từ ổ cứng mới rồi Đó thì à, cái video này Mình xin được tạm dừng tại đây Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha Chúc các bạn được thành công nha Xin chào các bạn Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian Để theo dõi video chia sẻ của mình Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.